Theo tôi thì đây chính là cuốn sách mà bất cứ người kinh doanh nào cũng cần phải có cho năm nay. Mình thấy cuốn Nhâm Dần Vạn Sự 2022 này rất phù hợp cho những ai đang hoạt động trong lĩnh vực bất động sản như mình hoặc những ngành nghề khác. Nhưng nó thực sự là khác biệt. Ngay trang đầu của mỗi tháng đã có một bảng tổng hợp ngày tốt, ngày xấu, công việc gì nên làm, công việc gì không nên làm. Rất dễ xem, dễ hiểu. Cái nội dung nó cũng rất là chi tiết. Có các bảng tra giúp chúng ta biết được ngày nào là ngày tốt, ngày nào là ngày xấu để chúng ta tiện lợi xử lý. Đây là một điều rất nổi trội mà chỉ có Nhâm Dần Vạn Sự, Trung tâm Phong thủy Đại Nam mới có. Cuốn sách này thực sự hay, cả về kiến thức lẫn hình thức. Cuốn Nhâm Dần Vạn Sự đều có hình ảnh, màu sắc rất ấn tượng. Tôi nghĩ là nhà nào cũng nên có một cuốn lịch như thế này để việc gì cần là có thể chủ động xem ngay. Bây giờ tôi đã tự tin hơn rất là nhiều cho cái việc chọn ngày giờ để thực hiện những đại sự cho mình trong năm nay rồi. Tra cứu vận hạn, nắm rõ cát hung, ngày giờ tỏ tường, đại sự dễ thành. Sở hữu ngay Kim Chỉ Nam cho năm 2022 với cuốn sách Nhâm Dần Vạn Sự được đúc kết bởi đội ngũ chuyên gia Trung tâm Phong thủy Đại Nam. Nhâm Dần Vạn Sự chính là lịch vạn sự được hoàn thiện bởi tâm huyết của các chuyên gia Phong thủy Đại Nam. Một cuốn sách hướng dẫn chi tiết chọn ngày lành tháng tốt, tránh tai ương. Đầy đủ, đúng, đẹp. Cuốn sách không thể thiếu của mỗi gia đình trong năm Nhâm Dần 2022.